Xin chào mọi người ha. Thì hôm nay mình có một bạn hỏi thăm mình đó là bạn có một cái file đồ án tốt nghiệp như thế này nha. Bạn muốn chia sẻ cho các mọi người có thể tham khảo, có thể xem, nhưng mà không không muốn cho mọi người download về ha, nó không muốn cho tải xuống ha. Thì phải làm thế nào ha? Thì để làm để chia sẻ mà không cho in, không cho download á, thì mọi người làm như sau ha. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta mà chia sẻ như bình thường ha, chúng ta phải chọn đây này, để chọn chia sẻ này. Thì cái chia sẻ này nó có hai dạng, hai cách. Một đó là chúng ta gõ cái địa chỉ email ở đây là mình chia sẻ cho trực tiếp với người cần 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 chia sẻ luôn. Trường thứ hai á, ở đây bạn ấy muốn là khi mọi người có đường link này á, thì mọi người đều được xem hết ha, cho nên bạn ấy chọn trường thứ hai đó. Bạn muốn là ai có đường liên kết đều được xem hết đó. Khi mà chúng ta mặc định chúng ta chọn đây á, thì là người ta xem mà, nhưng mà có thể là chọn những người đó có thể nhận xét hoặc là chỉnh sửa, nhưng mà bạn ấy muốn là cái người này chỉ xem thôi. Nhưng mà không được phép download về ha. Thì bây giờ đây mặc định mình chọn là người xem này này, nhấn xong cái đường liên kết này, nhấn xong này, rồi sau đó mình view thử ha. Thì khi mình view thử như thế này thì mặc định là cái file này là ngoài chuyện là xem là hiển nhiên ha, thì nó có thêm cái nút cái icon download như này, thì cái người xem đó có quyền được download là tải xuống á. Thì bây giờ bạn nó không muốn hiện cái icon download này tải xuống như thế này thì mình làm thế nào ha? Cũng như in luôn ha, không có luôn ha, không có in không download luôn. Thì bạn chỉ cần là ở ngay cái phần cấu hình chia sẻ này này, thì ngay chỗ icon dưới đây này đó, cài đặt cách chia sẻ cho với mọi người này, mình chọn vào đây, sau đó mình bỏ hai cái dấu này đi ha, bỏ hai dấu này đi. Thì khi mình bỏ hai cái dấu này đi á, thì cái người dùng này, cái người mà nhận được đường liên kết này á, vẫn là đang chia sẻ nha, vẫn có đường link chia sẻ để xem thôi, nhưng mà khi đó là cái người mà nhận cái đường link này này thì họ không còn thấy cái icon download là tải xuống á, cũng như in bị mất rồi, bị mất không còn hiện thị nữa. Thì khi đó là cái người mà có đường link này thì họ chỉ có xem thôi, chứ họ không có được tải về, cũng không được in luôn. Đó, đây là một cách mình có thể chia sẻ thêm cho mọi người có thể tham khảo thêm mà khi mình muốn chia sẻ một cái tài liệu nào đó, rồi mình chỉ muốn cho người ta chỉ xem thôi, không cho phép tải về, thì mình cấu hình như vậy ha. Đây ha, mình làm lại ha. Đây mình vô chia sẻ lại đây. Sau đó mình ngay cái hộp thoại chia sẻ này đó, mình chọn vào đây ha, mình bỏ đi. Thì mặc định đó là nó sẽ chọn sẵn cho mình, thì là người ta được phép tải về cũng như in, nhưng mà mình bỏ đi thì người ta sẽ không tải về được, không in được luôn đó. Còn dưới đây thì như bình thường ha, bình thường mình đã biết trước đó rồi. Thì mọi người có thể tham khảo thêm cái này nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người một clip khác ha.